Trước khi dịch Covid-19 bùng nổ, nông trại của anh Frank Messing gần thành phố Frankfurt, Đức từng là một điểm tham quan được rất nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, cũng như rất nhiều nơi trên cả nước Đức, trang trại này hiện đang bị đóng cửa để đề phòng Covid-19 lây lan. Để tiếp tục phục vụ nhu cầu tham quan giải trí của mọi người, anh Messing đã quyết định cho những chú lạc đà không bướu tại trang trại của mình lên sóng online. Ngoài việc phát sóng online thì mọi người còn có thể đọc video trực tuyến cho chúng tôi nữa. Việc tiếp xúc với động vật như những chú lạc đà không bướu này đã được chứng minh là có thể giúp mọi người giảm bớt căng thẳng, lo lắng. Trong khi đó, một trang trại nuôi lạc đà không bướu khác tại Hà Lan lại có một chương trình trị liệu đặc biệt dành cho những người cao tuổi. Chúng tôi đã bàn bạc với các viện dưỡng lão đưa những chú lạc đà tới đây để làm bạn với các cụ ông, cụ bà, giúp họ vơi bớt nỗi cô đơn trong quãng thời gian này. Những con vật dễ thương này đã mang tới điều mà hầu như ai cũng thiếu thốn trong thời gian này, đó là sự vui vẻ. Từ lâu, các nhà khoa học đều đã nhất trí cho rằng các con vật là liệu pháp trị liệu rất hữu ích cho sức khỏe tâm lý, và trong những ngày thế giới đang gồng mình chống dịch Covid-19 như hiện tại, rõ ràng những con vật như lạc đà không bướu, dù ít hay nhiều, cũng đã góp phần mang lại nhiều tiếng cười cho mọi người.